Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Nam Phi đưa tin, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu lần thứ 17, COP17 tại thành phố biển Durban của Nam Phi. Trong lễ khai mạc có sự tham gia của Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Jacob Zuma và Phó Tổng thống Kgalema Motlanthe, người đứng đầu Ủy ban Khí hậu của Liên Hợp Quốc Christina Figueres và gần 15.000 đoàn đại biểu của hơn 194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là UNSCC đã tham dự. Tại Diễn đàn Khí hậu Quốc tế rất quan trọng lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 5 vấn đề chính liên quan đến lộ trình thực thi các thỏa thuận đã đạt được tại hai hội nghị trước cũng như hội nghị lần này. Việc xây dựng văn kiện ràng buộc pháp lý mới thay thế giai đoạn 1 của Nghị định Kyoto, xác định trách nhiệm tài chính và nghĩa vụ cắt giảm khí thải của các nước phát triển và một số nước mới nổi có lượng khí thải lớn, tìm ra cơ chế phối hợp thực hiện các biện pháp thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Cuối cùng là đảm bảo sự gắn kết của các thỏa thuận với nguyên tắc lợi ích chung của các bên và cộng đồng quốc tế, đặc biệt sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường, con người, bầu khí quyển của trái đất. Sau lễ khai mạc, đoàn đại biểu các nước có những bài phát biểu quan trọng, trình bày quan điểm và đưa ra chương trình hành động, cũng như những cam kết mang tính xây dựng về lộ trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Hội nghị cao cấp của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tiếp tục làm việc đến ngày 8 tháng 12 năm 2011. Còn tại Campuchia, vừa qua tại thành phố Kompong Cham, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 120 km về phía đông, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ tư với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, chính quyền, doanh nghiệp đến từ nhiều bộ ngành có liên quan và các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia. Hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước trong thời gian qua có nhiều thuận lợi, thị trường mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, đặc biệt từ hội nghị lần thứ ba được tổ chức tại tỉnh Long An đến nay, Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia đã phối hợp với các bộ ngành liên quan, các địa phương biên giới của hai nước tích cực triển khai thực hiện thỏa thuận về xây dựng và lập quy hoạch phát triển chợ biên giới, xây dựng chợ thí điểm. Hội nghị lần này đã nhất trí phương hướng trong thời gian tới, trong đó có những nội dung đáng chú ý như hoàn thành quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam Campuchia từ năm 2010 đến năm 2020. Xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án xây dựng chợ biên giới thí điểm Việt Nam-Campuchia để triển khai thực hiện từ năm 2012, xây dựng quy chế quản lý chợ biên giới chung Việt Nam-Campuchia. Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia cũng đã trả lời kiến nghị của nhiều địa phương, doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ hội nghị, diễn đàn doanh nghiệp tư nhân hai nước đã được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày dưới sự chủ trì của đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp và tư nhân hai nước. Hôm nay là Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, bắt đầu được tổ chức từ năm 1988. Ngày Thế giới Phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 đến nay vẫn luôn là sự kiện thu hút sự tham gia và chú ý của các chính phủ, tổ chức và người dân trên toàn thế giới. Bởi căn bệnh thế kỷ này hàng năm vẫn tiếp tục lây lan và cướp đi mạng sống của hàng triệu người. Ngày hôm nay thì hàng loạt sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của con người về căn bệnh thế kỷ này cũng đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Bangladesh, hưởng ứng hoạt động do Quỹ trợ cấp lao động Bangladesh tổ chức, hàng trăm người dân nước này đã xuống đường diễu hành, mang theo những khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh nguy hiểm này. Trong khi đó, tại Nam Phi, nước có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất thế giới, một trung tâm chăm sóc trẻ em bị lây nhiễm HIV khi từ trong bụng mẹ đã được thành lập. Theo thống kê, mỗi năm tại Nam Phi, có khoảng 40.000 trẻ em bị lây nhiễm HIV từ mẹ, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nhiễm HIV tăng cao. Trong một hoạt động nhân dịp này, toàn quyền Australia, bà Kathleen Price đã lên tiếng kêu gọi nỗ lực hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong việc giảm tỷ lệ trẻ em nhiễm virus HIV do mẹ truyền sang. Chúng ta phải áp dụng các biện pháp chữa trị, kỹ năng cần thiết để giảm từ 390.000 trường hợp còn không trường hợp vào năm 2015. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến cuối năm 2010, trên toàn thế giới có 34 triệu người nhiễm virus HIV. Chỉ tính riêng năm 2010, đã có 1,8 triệu người thiệt mạng vì virus nguy hiểm này, bất chấp việc mỗi năm thế giới chi 7 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động phòng chống AIDS. Chiều qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới thủ đô Naypyidaw bắt đầu chuyến thăm chính thức Myanmar 3 ngày. Đây là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ trong 57 năm qua, báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Washington đối với quốc gia Đông Nam Á giàu tài nguyên này.
Dự kiến bà Hillary sẽ hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà U Thun Sen trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 12, hội đàm với Ngoại trưởng U Vun Ma Maung Luin, các chủ tịch Hạ viện, Thượng viện trước khi tới thành phố Yangon để gặp thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi. Ngoài ra, bà cũng có một loạt các cuộc gặp với đại diện các tổ chức dân sự xã hội và người đứng đầu các sắc tộc thiểu số. Ngoại trưởng Mỹ tới Myanmar sau những diễn biến tích cực trong thời gian gần đây tại quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu tại Hàn Quốc trước khi tới Myanmar, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ giúp bà hiểu rõ hơn chủ trương của chính phủ dân sự Myanmar trong việc thúc đẩy nỗ lực cải cách kinh tế và chính trị, đồng thời mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Chúng tôi và nhiều quốc gia khác hoàn toàn hy vọng rằng một số tiến bộ gần đây như Tổng thống Obama đã đề cập tại Bali sẽ tạo ra sự thay đổi thực chất, mang lại lợi ích cho người dân Myanmar. Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên qua đàm thoại video, bà San Suu Kyi cho biết chuyến thăm Myanmar của Ngoại trưởng Mỹ là dấu hiệu tích cực, đồng thời xác nhận bà sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc hội bổ sung sắp tới. Mối quan hệ ngoại giao giữa Iran và Anh tiếp tục trở nên căng thẳng khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả lại việc London trục xuất toàn bộ nhà ngoại giao nước này do vụ người biểu tình tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran. Sau khi Anh đóng cửa sứ quán và trục xuất các nhân viên ngoại giao Iran tại London, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này sẽ có biện pháp trả đũa, đồng thời gọi quyết định của London là cách hành xử vội vã và tiêu cực. Cùng ngày, Ủy ban Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran cũng tuyên bố rằng Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các hậu quả pháp lý và ngoại giao vì quyết định đóng cửa Đại sứ quán Iran tại London và trục xuất các nhà ngoại giao Iran. Trong khi đó, Đức đã triệu hồi đại sứ nước này tại Iran về nước để thảo luận về tình hình tại Quốc gia Cộng hòa Hồi giáo sau vụ đại sứ quán Anh tại Tehran bị tấn công. Các quốc gia có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đại diện ngoại giao của nước khác trên lãnh thổ của họ. Ngày hôm nay, chúng tôi đã triệu đại sứ Iran tại Berlin tới để nói rằng Đức sẽ không chấp nhận vụ việc tương tự. Tôi cũng đã triệu hồi đại sứ Đức tại Tehran về nước để thảo luận về tình hình trong thời gian tới. Mối quan hệ giữa Iran và phương Tây đã trở nên căng thẳng sau khi Hội đồng Giám hội Iran trả đũa việc Anh, Mỹ và Canada áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nước này bằng quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh xuống cấp đại diện lâm thời trong vòng 2 tuần, đồng nghĩa với việc trục xuất đại sứ Anh khỏi Iran. Sau đó, nhiều người dân Iran, chủ yếu là sinh viên, đã biểu tình và tấn công đại sứ quán Anh tại Tehran, buộc Anh phải sơ tán toàn bộ nhân viên sứ quán và thân nhân. Hiện có tin Tehran đã ra lệnh cho tất cả các nhân viên ngoại giao Anh phải rời khỏi nước này trong vòng vài giờ tới. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa xác nhận thông tin này. Ngân hàng Thế giới WB vừa đưa ra đánh giá ban đầu về vấn đề phục hồi sau trận đại hồng thủy tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua tại Thái Lan. Trong đó, ước tính khu vực nhà nước và khu vực tư nhân của nước này cần chi tổng cộng 755 tỷ bạt, tức khoảng 24,35 tỷ đô la Mỹ cho các kế hoạch tái thiết sau lũ lụt. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, khu vực tư nhân cần chi 520 tỷ bạt và khu vực nhà nước chi khoảng 235 tỷ bạt cho những nỗ lực phục hồi trong 2 năm tới, trong khi chính phủ Thái Lan cần phải điều chỉnh lại các ưu tiên để có lợi nhất cho nền kinh tế đất nước. Mặc dù điều đó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nợ nần ở Thái Lan, song nợ công vẫn không vượt quá mức trần tương đương 60% GDP của nước này. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Thái Lan cho rằng do thảm họa thiên nhiên vừa qua là chưa từng có, nếu xét về số tỉnh thành và số người dân bị ảnh hưởng, cũng như những tác động của nó đối với cơ sở hạ tầng trong nền kinh tế, Thái Lan cần tập trung vào những nội dung cần thiết nhất trong chương trình phục hồi và giúp Thái Lan có thể giữ được vị thế cạnh tranh. Trước đó, Ngân hàng Thế giới nhận định rằng kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng 2,4% trong năm nay do tác động của lũ lụt, song có thể sẽ tăng trưởng 4% vào năm 2012. Văn phòng Kinh tế Công nghiệp tại Bangkok cho hay, chỉ số sản lượng công nghiệp tháng 10 năm 2011 đã giảm mạnh 35,8% so với cùng kỳ năm trước và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2000. Trận lụt lịch sử kéo dài vừa qua cũng khiến sản lượng công nghiệp của Thái Lan tụt dốc khi hàng nghìn nhà máy phải ngừng sản xuất. Dự kiến trong quý 4 năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan cũng sẽ tăng và chiếm khoảng 1,8-2,3% lực lượng lao động. Tình trạng nợ của các hộ gia đình dự báo cũng sẽ tăng lên do phải chi tiêu nhiều trong lúc số tiền gửi tiết kiệm sụt giảm. Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Thái Lan ngày 30 tháng 11 đã quyết định hạ tỷ lệ lãi suất từ 3,5% xuống còn 3,25% để hỗ trợ nền kinh tế, vốn đang điều đứng vì lũ lụt và bất ổn chính trị thời gian qua. Thiên tai mất mùa ở Thái Lan, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang làm dấy lên những lo ngại về một cuộc khủng hoảng khác có thể sớm nổ ra và thế giới có thể sẽ bước vào thời đại giá cả liên tục tăng cao. Mặc dù biến động trên các thị trường hàng hóa không phải là câu chuyện mới, song những dấu hiệu đáng quan ngại ở đây chính là biến động giá cả đang gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngân sách của các gia đình.
Đối với người nghèo ở châu Á, vốn đã chi 60% ngân sách gia đình cho lương thực, thì sự biến động nhỏ nhất về giá lương thực cũng buộc họ phải đưa ra những lựa chọn không mong muốn về việc sẽ đầu tư nguồn vốn ít ỏi của mình vào đâu. Chi nhiều tiền để mua lương thực thực phẩm đồng nghĩa với việc sẽ có ít tiền dành cho việc chăm sóc sức khỏe, học hành hay những khoản chi tiêu quan trọng khác hơn. Và như vậy, những nỗ lực cố gắng thoát nghèo sẽ khó trở thành hiện thực, trong khi hàng triệu người lại đối mặt với nguy cơ rơi xuống dưới ngưỡng nghèo với thu nhập 1,25 đô la Mỹ một ngày. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB ước tính giá lương thực ở châu Á tăng 10% sẽ có nguy cơ đẩy thêm 64 triệu người rơi vào cảnh nghèo. Với lạm phát giá lương thực thực phẩm ở nhiều nền kinh tế châu Á đang nổi, trung bình 11% trong 6 tháng đầu năm 2011, số gia đình đối mặt với cảnh nghèo đang tăng cao. Trong thập niên qua, xu hướng tài chính hóa hàng hóa đã gia tăng, biến lương thực trở thành một loại tài sản quan trọng có thể giao dịch giống như chứng khoán, trái phiếu, tiền tệ hoặc bất động sản. Có thể nói, một cách tiếp cận toàn cầu là cần thiết trong việc đối phó hiệu quả với tình trạng lạm phát giá lương thực. Các nhà hoạch định chính sách sẽ cần phải tư duy một cách toàn cầu và cùng phối hợp trong khu vực. Chỉ đến khi đó mới có thể đảm bảo có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu lương thực đang gia tăng với mức chi phí hợp lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự tổng hợp. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Truyền hình Thông Tấn.